Úi giời ơi các bạn ơi, cảnh đẹp chưa? Một biển mây đẹp thật. Đúng là tiên cảnh thật rồi các bạn. Phía bên dưới chính là sinh hồ Thớp các bạn nhá. Đang bị mây che phủ hết rồi. Và bên trên này nó tạo thành một biển mây cực kỳ đẹp. Đó các bạn đã thấy chưa? Đẹp chưa? Cảnh Tây Bắc đẹp chưa? Mình đã từng qua đây nhiều lần nhưng mà chưa bao giờ thấy cái cảnh đẹp như thế này. Đẹp thật đấy, mặc dù bây giờ buổi chiều các bạn nhé. Bây giờ đang là gần 4 giờ chiều rồi. Mà vẫn có biển mây đẹp thế này. Chỗ này thì rất hay có biển mây các bạn nhé. Nhưng mà nó hay có vào buổi sớm. Không hiểu sao hôm nay buổi chiều mình qua đây vẫn thấy. Nói chung là mình hay qua đây vào buổi chiều thì chưa bao giờ thấy được cái cảnh như thế này. Đẹp thật đấy. Hôm nay đúng là may thật. Nhìn từ bên ngoài đẹp lắm các bạn. Quay lên máy quay hình như là không được đẹp cho lắm rồi. Nó rộng mênh mông, nó trắng và nó rất đẹp. Mình không biết mô tả thế nào nhưng mà nói chung là đẹp lắm. Nó đẹp là ở chỗ bên dưới là mây, một biển mây nhưng mà bên trên thì trời lại rất nắng. Đây các bạn có thể xem. Mây bắt đầu từ khu vực này lên nhá. À từ khu vực này xuống nhá. Phía dưới đó là mây mù, còn phía trên này là trời nắng. Đây mặt trời đây. Mặt trời vẫn đang rất là chói chang. Phía trên này thì đẹp thế này thôi nhưng mà những người dân sống ở phía dưới á, sương mù không nhìn thấy gì đâu, trời lạnh ướt nữa. Nói chung là chắc chắn là sẽ rất khó chịu. Lát nữa mình sẽ phải đi qua một phần của cái biển mây này và đi đến cái mấy ngọn đồi bên kia. Và mình sẽ cho các bạn xem là phía dưới biển mây nó có sương mù như nào nhá. Ở trên này nó đẹp bao nhiêu thì ở dưới đấy nó khó chịu bấy nhiêu. Nói chung là lạnh lắm. Nhìn đã thấy ngại ngại rồi. Không biết là mình đi đến bên kia đó, biển mây này đã tan hay chưa, nhưng mà mình nghĩ là chưa tan. Ok, bắt đầu đi nhá. Quá đẹp rồi, toàn đá là đá. Chỗ tôi đứng ngắm cảnh đây, ngắm mây đây. Đó, bây giờ trời đang rất nắng, nhưng mà rất lạnh. Tôi đang phải mặc áo khoác đây, khẩu trang đàng hoàng đấy, không lạnh lắm. Bây giờ tôi sẽ kéo khóa đàng hoàng. Đấy, bắt đầu đi. Tiếp tục đi. Bây giờ bớt đẹp rồi, không được đẹp lắm, không được đẹp cho lắm rồi. Mà thế này quá đẹp luôn rồi.
vậy các bạn nhá, đến sương mù, đến chỗ sương mù nhá. Khu vực này thì vẫn còn vừa mới chạm thôi. Đây, vẫn nửa nắng nửa sương đây. Chỗ thì nắng, chỗ thì sương. Các bạn xem này, phía trên thì vẫn còn nắng nhá, nhưng mà phía dưới thì là vẫn còn sương mù lắm. Bây giờ thì cũng chả có gì đẹp nữa đâu. Thế này khó chịu thôi. Thôi thì các bạn để khi nào ra khỏi cái đống mây là mình sẽ không quay mà. Hello các bạn nhá, hiện tại là mình đã chui khỏi đống mây kia rồi và đến đỉnh đèo bên này rồi. Phía dưới đó đúng là địa ngục các bạn. Mây mù kinh khủng. Đi xe chỉ nhìn được 3-4 mét. Ô tô đứng lề đường cũng suýt đâm. Ở bên này ngắm mây cũng rất đẹp. Nhưng mà rất tiếc là trong biển mây này không còn nắng nữa, cho nên là không được đẹp cho lắm. Nó hơi tối một chút. Hiện tại là 5 giờ kém 20, 4 giờ 40 phút. Đây, góc bên này vẫn còn chút nắng đây. Nói chung là phía bên dưới đây đúng là một địa ngục, khó chịu lắm. Nhưng mà phía trên này thì lại là tiên cảnh. Mà thôi, trời cũng tối rồi, mình xin dừng video này tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Nếu thấy hay thì hãy like, chia sẻ và quan trọng nhất là đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều.